Hello mọi người, mình là Tường Khi Khư. Đây quả là một năm cực kỳ lạ lùng, một mùa dịch thật khó khăn và kéo dài. Còn tất cả chúng ta đều phải cách ly ở nhà. Là một người hướng dẫn yoga nên mình chọn yoga để chia sẻ, cũng như những cánh tay to lớn ngoài kia, Tường cũng mong muốn góp một cánh tay nhỏ vì cộng đồng. Đó là động lực để mình tạo ra series 7 ngày tích cực cùng Tường Khi Khư, với hy vọng sẽ mang đến thêm những giá trị về sức khỏe nữa. 7 ngày với 7 chủ đề khác nhau, tăng sức đề kháng tự nhiên, phát triển sự dẻo dai linh hoạt, mạnh hơn, khỏe hơn, cân bằng hơn từ trong ra ngoài, để giữ một tinh thần lạc quan, tích cực và tận hưởng sự bình an. Hãy cùng Tường làm mới bản thân và cùng nhau đẩy lùi bệnh dịch mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã đến với series 7 ngày tích cực cùng Tường Khi Khư. Thì hôm nay là ngày thứ 7 rồi, đã là ngày cuối cùng. Cho nên là sau 6 ngày tập luyện, thì hôm nay chúng ta sẽ dành ra một ngày để có thể kéo giãn cho cơ thể của mình, một ngày để thoải mái một chút, hít thở và tận hưởng cơ thể của mình. Chúc mọi người có một buổi tập luyện thật thoải mái và thư giãn. Cùng nhau bắt đầu nha. Ok, mình sẽ dành một ít phút để ngồi hít thở và thư giãn một chút ở đây. Thoải mái từ từ mở mắt ra. Rồi chuẩn bị mình xoay phần hông bên phải của mình ha. Duỗi thẳng chân của mình ra. Mở sang ngang, hướng cái gối của mình đó. Mở phần hông của mình về phía sàn càng nhiều càng tốt. Rồi ốp vào, duỗi thẳng ha, siết nhẹ mũi chân và đùi. Ốp vào. Chậm rãi cảm nhận phần hông của mình từ từ nóng lên ha. Và linh hoạt dần. 5 4 3 2 1 Rồi xoay ngược lại. 5 4 3 2 1 Rồi hạ phải. Mình xoay bên trái tương tự. 5 4 3 2 1 Xoay ngược lại. 5 4 3 2 1 Rồi, bây giờ mình ngồi dậy một xíu nè. Co nhẹ cái chân trái của mình sát vào người của mình. Rồi ở đây, mình có thể chống nhẹ cái tay trái của mình để giữ cái thăng bằng ha. Hoặc là đặt lên cái gối trái của mình như thế này cũng được. Rồi co cái chân phải của mình lại, tay của mình đặt vào cái gót chân. Kéo cái đầu gối của mình ra phía sau. Căng giãn cho phần hông của mình ha, mở rộng cho phần hông của mình, đồng thời vươn người của mình lên để giữ thẳng phần lưng ở đây. Rồi từ từ thở ra, kéo giãn cho phần chân của mình. Rồi thu về, hít vào. Cứ chậm rãi ha, cảm nhận sự kéo giãn. Một, thu về. Hai, thu về. Ba, thu về. Bốn, thu về. Năm, thu về. Sáu, thu về. Bảy, thu về. 8 Thu về. 9 Thu về. Lần cuối 10. Kéo giãn, duỗi thẳng, vuốt mũi chân của mình. Rồi từ từ ở đây, chân trái của mình kéo sát người ha.
nhón cái đầu ngón chân của mình lên. Nếu được thì nhấc khỏi sàn chút xíu, vươn người của mình lên nè. Thôi mình giữ ở đây, tìm kiếm một cái thăng bằng của mình ha, nếu như mọi người muốn thử thách. Còn không thì cứ hạ chân của mình xuống sàn cũng được. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ thu về hạ xuống. Mình đổi chân. Rồi tay nắm lấy gót chân trái, đưa cái gối của mình kéo ra phía sau, vươn người của mình lên. Rồi mở ra từ từ duỗi thẳng. 1 Thu về, hít vào, thở duỗi nè, thu về. 3 Thu về. 4 Thu về. 5 Thu về. 6 Thu về. 7 Thu về. 8 Thu về. 9 Thu về. Lần cuối 10 duỗi ra. Rồi từ từ đều giữ ở đây. Nâng chân phải của mình kéo sát vào người của mình. 5 4 3 2 1 Rồi hạ xuống. Rồi khép hai chân của mình lại cánh bướm, kéo cánh bướm sát vào người của mình một xíu. Rồi thoải mái vươn người của mình lên thẳng cột sống, thả lỏng vai, nhấp nhẹ cánh bướm của mình xuống sàn. Trong 10 giây ở đây ha mọi người ha, thoải mái hít thở sâu. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi thả lỏng. Rồi từ từ ở đây ha, hai tay của mình đặt lên gót chân, tương tự như hồi nãy, nhưng mà lúc này mình làm hai chân ha, giữ thăng bằng một xíu ở đây, thử thách một chút, rút bụng rướn người của mình lên. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ hạ xuống, thu về lại cánh bướm. Rồi nhưng lần này mình đưa cánh bướm của mình á cách cơ thể của mình khoảng một gang tay cho thoải mái một xíu. Rồi rướn người của mình lên nè, hít vào rướn ngực cằm, hơi thở ra cuộn lưng ra sau ha. 2 Rướn ngực cằm, cuộn ra sau. 3 Rướn ngực cằm, cuộn ra sau. 4 Rướn ngực cằm, cuộn ra sau. 5 Rướn ngực cằm, cuộn ra sau. 6 Rướn ngực cằm, cuộn ra sau. 7 Rướn ngực cằm, cuộn ra sau. Lần cuối 8 Rướn ngực cằm nè, hít một hơi vào sau, hơi thở ra thì từ từ ha, gặp người của mình xuống về phía trước nè. Tùy theo biên độ của cơ thể, cứ thoải mái rướn người ra, vẫn áp sát hai mông của mình xuống sàn. Cố gắng ở đây, ý thức của mình là ghìm hai gối của mình xuống sàn ha. Có thể lấy hai tay của mình đẩy nhẹ hai gối của mình xuống, đồng thời rướn người của mình ra phía trước ha. Cứ thoải mái hạ xuống, chậm rãi thôi. Mình giữ ở đây một phút. Từ từ kéo giãn cột sống của mình ở đây và căng giãn cho phần hông của mình. Hít thở sâu, cảm nhận cơ thể của mình từ từ nó sẽ mềm xuống, linh hoạt, thoải mái cho hơi thở của mình một chút. Thank you.
Rồi từ từ hít vào vươn người lên. Rồi thở ra thả lỏng. Đặt hai tay của mình ra phía sau. Các ngón tay hướng vào mông ha. Cách mông khoảng một gang tay. Rồi ghìm hai gối của mình xuống sàn nè. Từ từ ở đây nè. Đẩy cái hông của mình lên cao. Vươn lồng ngực của mình. Thở hạ xuống. Hai đẩy lên. Hạ xuống. Ba đẩy lên. Hạ xuống. Bốn đẩy lên. Hạ xuống. Lần cuối năm mình đẩy lên cao. Rút bụng rướn ngực. Đẩy phần hông của mình và ghìm hai gối của mình xuống sàn. 3 2 1. Rồi thoải mái hạ xuống ha. Co nhẹ gối phải của mình ở đây. Ở trong tư thế này, mình ngồi sát cái mông của mình vào hai gót chân. Tay trái của mình chống ra phía xa nè. Rướn người của mình lên nè. Tay phải đẩy cái phần gối phải. Hạ người của mình sâu ra phía xa. Hơi nâng lên từ từ. Hít vào. Thở hạ xuống nè. Kéo giãn người của mình, cảm nhận như là kéo giãn người của mình ra phía trước, hướng về phía bên trái. Rồi nâng lên. 3. Nâng lên. 4. Nâng lên. 5. Rồi lần này mình áp sát, thoải mái áp sát phần khung sườn của mình nè. Xuống đùi ở bên trái. Rồi từ từ đưa tay trái của mình ra phía trước. Đẩy. Đẩy, dùng cái chỏ tay đẩy. Để nguyên cái phần lườn bên trái của mình nó có thể thoải mái áp xuống cho cái phần đùi ở bên trái. Thoải mái đưa tay trái ra phía trước. Còn tay phải của mình ha, vuốt sâu qua phía bên trái luôn. Có thể đặt ra phía sau óc và mở rộng lồng ngực bên phải của mình nè. Mắt hướng trên. Hít vào sâu. Chậm rãi thở ra. Mình giữ đây trong 10 giây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi tay phải của mình đặt lên đùi phải. Rồi kéo người của mình dậy. Ở đây ha, từ từ bây giờ mình duỗi thẳng chân trái của mình ra bên trái luôn. Rồi hít vào. Thở ra thì hạ người dài của mình về phía trước nè. Đánh một vòng. Nâng lên. 1 2 3 4. Nhớ rướn dài người của mình chứ đừng có gập cong lưng nha mọi người. Nâng lên. 4. Rồi lần cuối. 5. Thì mới hạ cái phần vai bên trái của mình xuống tương tự như hồi nãy. Nghiêng lườn của mình. Rướn dài cái tay trái của mình ra phía trước. Lúc này có thể bắt lấy luôn cả cái bắp chân ha, hoặc cái cổ chân bên phải. Rồi vươn người của mình. Rút bụng nè. Rướn khung sườn của mình về phía chân ở bên trái. Rồi tay phải của mình vươn ra bắt lấy cái cạnh ngoài của bàn chân hoặc cái đầu ngón chân. Mở rộng lòng ngực phải, mắt hướng chân. Hít thở sâu. Cảm nhận sự căng giãn ở cái lườn bên phải. Mười. Chín. Tám. Bảy. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Rồi hít vào. Vươn lên. Rồi thở ra mình thu chân trái của mình vậy. Rồi mình đổi bên. Rồi thở hạ xuống ha. Hít nâng lên. Thở hạ. Rướn người dài ra. Nâng lên. Thở hạ.
3 nâng lên. Hạ. 4 nâng lên. Hạ. Lần cuối 5 nâng lên. Thở hạ xuống nè. Hạ nghiêng lưng bên phải của mình, áp lên đùi phải, tay phải đưa ra phía trước. Rồi tay trái vuốt qua đầu, mở rộng lồng ngực bên trái, mắt đánh lên hướng trần luôn. Rồi mình có thể đặt tay ra phía sau ót, mở rộng lồng ngực và giữ ở đây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi tay trái đặt lên đùi trái, kéo người của mình lên. Ở đây duỗi thẳng gót phải. Vậy. Xoay vòng hạ thấp, vươn lên. 1 2 3 4 5. Rồi thoải mái. Vướng dài cái tay phải của mình ra phía trên, nghiêng lưng, hạ phần vai phải của mình xuống sàn. Tay phải có thể nắm lấy cổ chân trái, vươn tay trái của mình qua bên phải, bắt lấy mũi chân hoặc cạnh ngoài của bàn chân, mở rộng lồng ngực, mắt nhìn hướng trần luôn nếu được. Hít thở sâu ở đây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Rồi hít vào từ từ vươn lên. Hơi thở hạ xuống ha. Rồi đây từ từ nè mọi người, mình duỗi thẳng hai chân của mình, không cần phải quá tách rộng, tách rộng vừa phải theo cái biên độ của mình thôi. Rồi ở đây mọi người duỗi mũi chân ha, siết nhẹ đùi của mình, duỗi mũi chân, rướn người của mình ra phía trước, rút sâu bụng nè, vươn khung sườn của mình lên để mình có thể giữ thẳng lưng của mình ở đây, để kéo giãn được cột sống của mình ha. Rồi thoải mái, từ từ cứ hạ người của mình, hạ người của mình thấp xuống theo biên độ cơ thể, không cần phải quá thấp ha. Xong hít vươn lên, thở từ từ hạ xuống, rồi nâng lên. Từ từ thoải mái, cho cơ thể của mình nó quen dần với sự căng giãn. Có thể hai tay của mình chống, rồi đẩy nhẹ một lực nâng lên ha. Lần thứ tư hạ xuống, nâng lên. Mình nên cảm nhận sự căng duỗi hơn là chịu đựng ha. Hít thở sâu vào, nâng lên. 6, nâng lên. 7, nâng lên. Lần cuối 8, giữ lại đây một xíu. 5 4 3 2 1. Bây giờ đi bộ từ từ, tay của mình sang bên trái nè. Tay trái của mình sẽ hướng về phía sau, xa ra nhất có thể. Rướn người của mình, vươn dài cái tay phải về phía trước nè. Hít một hơi vào sâu ha. Rồi từ từ vươn lên qua bên phải. Tương tự như vậy, tay phải kéo về phía xa, tay trái của mình thì hướng ra phía trước, kéo giãn cột sống của mình. Rồi 2, đổi bên. Đổi bên. 3, đổi bên. Đổi bên. 4, đổi bên. Đổi bên. 5, đổi bên. Đổi bên. 6, đổi bên. Đổi bên. 7, đổi bên.
đội bên 8. Rồi lần cuối mình đội bên, giữ lại bên trái một chút xíu nè. Lúc này mình đẩy cái gót chân trái của mình ra ha. Rướn người về phía trước. Hít một hơi thật sâu, hơi thở ra, kéo giãn. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi hít vào vươn tay phải của mình lên. Tương tự qua bên kia, đẩy gót chân phải của mình ra, hạ người của mình thấp xuống nhất có thể. Hít thở sâu ở đây. Giữ năm, bốn, ba, hai, một. Rồi xong ở đây, đi bộ tay của mình từ từ về giữa, rướn dài người ra phía trước ha. Lăn nhẹ mông của mình ra phía trước, cứ thoải mái hạ người của mình xuống thấp nhất có thể. Từ từ tận hưởng sự kéo giãn. Mình sẽ giữ ở đây trong vòng 1 phút. Duỗi mũi chân của mình, nếu mọi người cảm thấy phần cơ gân kheo đùi sau của mình đó, nó căng ha. Rồi từ từ, nếu được mình đẩy gót chân ra cho quen dần. Mọi người nếu có gối hoặc là block mình có thể để ở đây, thì có thể thoải mái gối đầu lên ha. Hít thở sâu. Trong lúc mà kéo giãn đó mọi người, cứ thoải mái. Những hơi thở sâu lúc này sẽ làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn. Tại vì lúc đó cơ bắp của mình ha sẽ được thoải mái hơn, hỗ trợ rất là nhiều cho việc căng duỗi. Còn nếu như mình cảm thấy căng thẳng hay chịu đựng, cơ bắp của mình nó sẽ co cứng lại ha. Thì lúc đó khi mình kéo giãn thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy khó chịu hơn. 10 giây nữa nè mọi người. Hơi từ từ, dùng tay của mình ha, hít vào vươn lên. Rồi, thở ra. Hai tay của mình đặt phía sau đùi nè, có thể nhấc nhẹ lên, nhấc nhẹ lên, nhấc nhẹ lên. Rồi thu vào trong ha, ôm hai chân của mình vào lòng, rút bụng rướn người của mình lên. Hơi thở ra, thì cuộn người về sau ha. Rồi tiếp theo, mình nằm xuống sàn. Rồi hai chân của mình kéo về phía mông, cách mông khoảng nửa gang tay ha. Rồi hít một hơi, rút bụng rướn ngực của mình, đẩy cái phần hông của mình lên cao, 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 cao. Rồi thở thì từ từ hạ xuống. Hai nâng lên một lần nữa. Thở hạ. Ba nâng lên. Hạ. Bốn nâng lên. Hạ. Năm nâng lên. Hạ. Sáu nâng lên. Hạ. Bảy nâng lên. Hạ. Lần cuối 8 nâng lên. Bám chặt lòng bàn chân của mình xuống sàn, đặc biệt là cái phần lòng trong của bàn chân của mình ha. Chạy dài từ ngón cái xuống gót chân. Rồi hai tay của mình đan lại phía dưới lưng nè, duỗi thẳng ra. Thâu hai bả vai của mình vào trong mới đẩy ngực của mình lên cao. Mình giữ ở đây 5 4 3 2 1. Rồi từ từ hạ xuống, tháo hai tay của mình ra. Rồi co hai chân của mình lên nè mọi người. Xong hướng gối của mình xuống sàn. Hai tay của mình đặt ở lòng trong bàn chân của mình, hay chỗ gót chân của mình đó, kéo xuống sàn. Tư thế em bé vui ha.
rồi ghìm thắt lưng của mình ở đây xuống sàn. Cảm nhận như phần xương cụt của mình đó, nó được kéo giãn ra. Rồi có thể lắc nhẹ qua trái, qua phải để massage cho hai dãy cơ, hai bên lưng của mình, hai bên cột sống của mình ha. Nhẹ thôi, đều và chậm rãi. Hít thở sâu. Rồi từ từ, nếu được ở đây nè mọi người, duỗi mũi chân của mình từ từ tách rộng hai chân của mình, kéo nó hướng về sàn ha, ghìm thắt lưng của mình xuống, rồi tiếp tục lắc qua trái qua phải để mình có thể tác động sâu hơn vào hai dãy cơ ở hai bên cột sống của mình ở phần thắt lưng. Đây cũng là một cách rất tốt để mà mình có thể giải tỏa cho cái phần stress ha, phần đau lưng ở phần lưng dưới. Mọi người nhớ áp dụng. Rồi từ từ khép hai chân của mình lại. Chân phải của mình lúc này đặt lên đùi trái. Mình có thể dùng tay của mình ha để kéo sát lại. Lúc này mình có thể đan lại đại bàng. Rồi, ai tốt thì mình có thể đan lại đại bàng ha. Còn nếu như chưa được thì mình chỉ cần đặt cái đùi phải của mình lên cái đùi trái là được ha. Tay trái ha, kéo qua bên trái. Tay phải xoay ngang, úp xuống ha. Có thể xoay nhẹ cổ của mình qua bên phải. Hít thở sâu. Mình sẽ giữ ở đây trong vòng 30 giây. Cảm nhận sự kéo giãn, vặn xoắn cột sống. Từ từ ha, nâng chân trở về chính diện trở lại, tháo hai chân của mình ra, rồi mình đan ngược lại, chân trái lúc này đặt lên chân phải, rồi tay phải kéo qua bên phải, tay trái xoay ngang úp xuống, xoay nhẹ cổ qua bên trái. Rồi đưa về lại chính diện, tháo hai chân của mình ra, lúc này ôm hai gối vào bụng, cuộn người của mình lên, rồi lăn dài cột sống theo chiều dọc, massage cho cột sống của mình theo chiều dọc ha. Rồi thoải mái từ từ tách rộng chân, tay, mình thư giãn Savasana một ít phút ở đây. Vậy là cùng nhau chúng ta đã trải qua 7 ngày tập luyện đều đặn. Hãy tiếp tục tập luyện.
hẹn mọi người ở những video tiếp theo của Kiku. Om Shanti, Shanti, Shanti.